Tải thêu hoa sen. Hoa hậu Ngọc Hân chọn á hậu Phương Nga và diễn viên Lương Thanh làm mẫu cho bộ sưu tập áo dài do cô thiết kế. Hình ảnh hoa sen tượng trưng cho nét dịu dàng cho phụ nữ Việt, đó không chỉ là nét đẹp hình thức mà còn là sự thanh cao từ sâu trong tâm hồn, hoa sen cũng mang hàm ý về vẻ đẹp tinh khôi, không cầu kỳ, Ngọc Hân nói. Bộ sưu tập sử dụng lụa của làng nghề Nha Xá, họa tiết hoa sen, lá sen, giọt xương, được thêu hoặc đính đá, hạt cườm Á hậu Việt Nam 2018 Phương Nga trong bộ áo màu đỏ cổ tròn, phối quần lụa trắng. Mẫu trang phục kết hợp bấn đính hoa vải, phù hợp với những dịp đặc biệt, trong đó có lễ cưới. Diễn viên Lương Thanh, trái, trong bộ áo dài màu hồng phấn. Lương Thanh được biết đến với phim, những cô gái trong thành phố, trong phim cô vào vai người tình của Bình An, bạn trai ngoài đời của Á hậu Phương Nga. Ý ly